À, dạ em xin phép chào tất cả các cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Và hôm nay là ngày cuối tuần, chủ nhật ngày cuối tuần, ngày 16 tháng 9 năm 2018. Thì cũng đã rất là lâu rồi là em cũng mới có hàng lại. Thì như một khi thôi, hàng về lúc nào thì em bán lúc đó. Và sau quá trình chuẩn bị thì em đã chia ra từng phần cụ thể và em sẽ báo giá cho mọi người chi tiết để mọi người cùng xem là dễ mua. Rồi, ngày hôm nay thì về được một ít hàng giải hạt đất lay, trúc Phật Bà, trúc mành, mỹ dung, kim điệp, bọ cạp, và bên đây ương, bên đây thơm, vải rồng. Đấy, ngay trước mặt mọi người đây thì chỉ có một được một ít hàng thôi. Rồi đầu tiên á, thì ngày hôm nay là có một cái sự thay đổi, em xin lưu ý luôn á, là cho mọi người cùng biết là đây, kể từ hôm nay á, thì cái số điện thoại mà mọi người liên hệ của em á, thì sẽ là 070 611 5694. Thì cũng như theo cái rút ngắn mà thành 11 số thành 10 số đấy, em là bảy số đuôi này sẽ giữ nguyên. Đây, bảy số đuôi về nguyên, thay vì cái đuôi 0120 của em á, thì sẽ nó sẽ chuyển thành 070. Đây này mọi người, từ nay là liên hệ đặt hàng thì mọi người bấm là 070 611 5694 nha mọi người. 611 5694 vẫn là cái đuôi thông thường, cái đuôi giữ nguyên, và chỉ đổi khác cái chỗ 0120 và thành đây 0120 thành 070 thôi, chứ nó có không khác gì hết trơn. Đấy, rồi và ngay từ hôm nay thì mọi người có thể lưu số mà 0120 thì mọi người vào danh bạ chỉnh sửa là số 070 nha mọi người, gọi cho nó chính xác đấy. Rồi và tạm thời cái này thì chắc chắn là sẽ không dùng được nữa rồi. Và bây giờ theo xu thế của hiện đại cải cách thì này em sẽ bỏ đi đấy. Và bây giờ em sẽ dùng cái đầu số 070 611 5694 là cái số này là số liên lạc của em nha. Rồi, kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel. Số điện thoại liên hệ 070 611 5694. Đấy. Nếu mọi người liên hệ đặt hàng thì gọi qua trực tiếp cho em qua số điện thoại này nha mọi người. Rồi, đó là một cái lưu ý mới nhất cho mọi người cùng cùng máy thôi. Đấy. Rồi. Rồi, đầu tiên em sẽ giới thiệu đến cái phần giá hạt trước nha mọi người. Đó là em giá hạt đến số thứ tự từ 1 đến 11. Lô cuối cùng là lô kiếm. Rồi cái đầu tiên, một cái nguyên bản đất lay lô nù, đây là hàng nguyên bản nha mọi người. Đấy, đây là hàng nù. Đây một cái diện nguyên bản có hai cái mầm tơ luôn nha mọi người. Đấy. Cái này là hàng đất lay công tâm nha mọi người. Là xếp gọi là thân nù. Đấy. Lá thân là mọi người thấy. Đấy. Là thân nù nha mọi người. Thân nụ. Rồi đó là cái nguyên bản thứ nhất. Đấy. Nguyên bản này bán với giá là 500 nha mọi người. Đấy. Hàng nguyên bản thì mọi người chỉ về bỏ vào chơi thôi. Đấy. Để tư thế nó như thế này, ít bữa nó sẽ bung hoa ra rực rỡ thôi. Đấy. Trồng lá bung rực rỡ. Nay là cũng nửa tháng 9 rồi, bước sang sang thu rồi nha mọi người. Sang thu thì cái mùa cũng là cái mùa rụng lá. Đấy. Hạ sang thu rồi. Rồi tiếp theo là cái phần số 2. Cái này cũng là một cái nguyên, cái này không phải nguyên bản mà là cái gì nha mọi người. Đây người ta cũng bóc từ rừng ra. Đấy là cái có hai mầm thân. Đấy, đây là thân thân nù nha mọi người. Rồi cái này cũng là một gì mà có hai mầm luôn, rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi về này em bán với giá là 500 nha mọi người. Hàng này hàng đẹp rồi. Rồi đó là cái phần số 2. Rồi tiếp theo đến phần số 3. Phần số 3 đây, phần này em bán cùng giá 500, gồm có các nguyên bản như thế này. Đây là nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản thứ hai. Đây là mọc lên một cái vỏ cây khô. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản thứ ba. Đây nguyên bản này là một cái gì, nguyên bản có hai mầm, và đặc biệt cái lá này, đây sau này lá rất là tím đấy. Đấy,
xanh đen tím là tỷ lệ nó ra hoa là tím tím rất là cao đấy, mọi người thấy không? Tím đen tím đậm luôn đấy. Đây là hàng Đắk Lây nha mọi người, dạ, hàng hôm nay thì Đắk Lây này, Đắk Lây nù gọi là Đắk Lây nù đấy, còn nó mọc trên một cái bào cây như thế này nè. Rồi và có sau trong phần nguyên bản này thì có một cái gì này nữa. Cái này là mọi người nhìn nó nhăn nha, ý là nhăn nó có nghĩa là trong quá trình khai thác là nó mất nước cái này kia, cùng mọi người có thể về ngâm Hùng Nguyễn, chế phẩm Hùng Nguyễn là mọi người sẽ thấy nó căng ra liền, giống như mà người ta mình mà thiếu nước thì nhìn da nó sẽ nhăn nheo, mà khi nào nó đủ nước cái này kia thì nó sẽ căng ra phình ra đấy. Nên cái sợ nhất là cái lan mà nó bị úng nó ấy, chứ còn cái việc mà nó thân nó hơi bị lá nó héo hay là nhăn ấy, nó chưa được căng ra thì mọi người về lấy ngâm là nó sẽ căng ra thôi. Nếu mọi người không tin thì mọi người là sẽ thử đấy, mọi người để em thử là mọi người biết ngay liền đấy. Do là do nó thiếu nước chứ không phải là nó ấy nha mọi người, không phải nó chết đâu đấy, cái gì cũng thế, mình thiếu nước thì mình cũng da dẻ thì nó cũng sạm đi rồi. Đấy, nên tiếp theo là phần số 4 này. Phần số 4 phần này 500, còn có các nguyên bản như thế này. Đấy, đây là nguyên bản đầu tiên này. Rồi, tiếp theo là cái dây hai mầm. Này cũng nguyên bản nhưng mà mọc trên một vỏ cây này. Độ tím nó cũng cũng cao này. Đấy. Này mọi người về ngâm nó sẽ hồi lại rất nhanh thôi. Rồi, tiếp theo là cái nguyên bản thứ 3. Bản này thì cũng hơi nâu, lá cũng có một số cái đặc điểm tím đỏ đỏ chấm chấm này đấy, một cái kiểu lá cũng rất là lạ. Đây một anh này cũng rất là mập mập nâu luôn nha mọi người. Đây này thì rụng vài lá rồi, trong do quá trình khai thác thì nó cũng mùa này mùa 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 thu rồi, mùa rụng lá rồi, nên rụng lá xong á thì đến thu đến đông thì đông thì nó sẽ ngủ đông và mùa xuân trở lại thì nó sẽ đâm chồi ra hoa đâm chồi lại đấy, theo quy luật của cuộc đời. Rồi đó là phần số 4 nha mọi người. Rồi rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cái dề dạ số 5. Đây dề này là nguyên dề, đây mọi người thấy không? Nó mọc ở trong rong rêu này, rêu rừng đấy, và bám trên một cái một số cái vỏ cây ấy. Đấy. Anh này thì có được hai mầm đấy, hai mầm luôn nha mọi người đấy, ngọn thì vẫn chưa thắt nha đấy. Đây thân lá như thế này này đấy, ngọn vẫn còn ok đấy. Rồi chiều dài của mầm dài nhất nên là 1 2 này, cỡ khoảng 50 phân đấy, thân lá thì nó tới rồi. Mọi người về trong quá trình ở đây thì nó hơi héo ấy này kia thì mọi người về ngâm là nó sẽ nhưng về Hồng Nguyễn treo lên thì nó sẽ tỉnh rất là nhanh đấy. Cái dòng da hạt này là cái độ chịu 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 lạnh chịu nóng rất là cao, thích nghi rất là đấy, thuộc xếp vào cái loại dễ trồng đấy. Mà cái loại này nên xứng danh với cái gọi là cái tên gọi là lan nữ vương lan rừng nhưng mà đấy. Là da hạt. Rồi cái gì da hạt này bán với giá 500 nha mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo cái phần số 6, phần 500 ba gì. Đây đầu tiên là cái dề thứ nhất này, dề này nhỏ. Rồi tiếp theo là dề thứ hai này, thân rất là mảnh luôn nha mọi người đấy, kiểu lá cũng rất là đẹp đấy, bóng bẩy nha mọi người đấy. Đấy cái này là hình dạng lá tre đấy. Đó là cái dề thứ hai. Tiếp theo là cái dề thứ ba, dề này là này sao nó bị gãy mất tiêu rồi. À, cái dây này nó bị khắp nha mọi người, em cũng không để ý nữa. Cái lô này nếu mà khách nào mua thì em sẽ giảm giá cho khách nha, chứ không phải bán với giá là 500 đâu. Đấy. Nhưng mà hàng rất là đẹp. Cái việc khắp này thì nó về nó vẫn ra hoa nha mọi người. Đấy, khắp em phải gãy, đấy, do trong quá trình vận chuyển. Nên khách nào mua lô này thì em sẽ giảm giá cho khách. Hai cái này thì bình thường rồi, chỉ có cái này. Đó. Rồi, đó là cái phần số 6. 6 500 ba gì.
Này em giảm giá lại nha. Trong quá trình em mua thì em sẽ giảm giá trực tiếp cho khách. Rồi. Tiếp theo là đến về phần số 7, phần này 503 gì. Đấy, cái này là không có gì đầu tiên là cái gì này. Đấy, cái này là đấy mùa thu rồi nha mọi người. Đây là lá vàng đã xuất hiện rồi đó. Đấy, nên việc mà vàng lá này kia trong quá trình trong mùa này thì nó không đến tránh khỏi được. Đấy, rồi đó là cái gì đầu tiên. Tiếp theo là cái gì thứ hai. Đấy. Gì thứ hai nha mọi người. Gì thứ hai này. Rồi tiếp theo là gì thứ ba. Gì này lá thân cây nù này. Đấy. Lá thuộc dạng là lá cứng. Đấy, lá cứng nha mọi người. Này là thân cái xu hướng là mọc thẳng, mọc đứng đó, chứ không phải mọc nằm, mọc mọc thòng xuống nha mọi người. Đấy, mọc thòng là mọi người thấy không đúng nha, mọc đứng. Đấy. Anh này là mọc đứng. Rồi, cái phần số 7 là 503 gì. Rồi, tiếp theo đến phần số 8. 503 gì nha mọi người. Đây, đây là gì đầu tiên. Đây là gì đầu tiên nè. Thân thằng hơi hơi vàng vàng. Đấy. Rồi tiếp theo là cái gì thứ hai. Gì thứ hai này nha mọi người. Trên thân có những cái đốt sọc trắng. Đấy. Rồi, bên đây da hạt thì nó cũng thấy có vẻ hiếm 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 lần mà lèo tèo được như đây. Em cả hơn một tuần nay là chưa có cái hàng lại bán. Rồi, đó là phần số 8, 503 về nha mọi người. Rồi, tiếp theo đến phần số 9, 503 về. Đấy, đây là về đầu tiên này. Về này là có hai mầm, hai tăng tơ nha mọi người. Đấy. Đây, này là về thứ hai. Rồi, tiếp theo là về thứ ba. Rồi. Đó là ba gì nha mọi người, hàng bốc rừng nha mọi người. Đấy, bỏ lá bỏ đồ rất là thế này. Đấy. Như lúc cái thấy cả rong rêu rồi tùm lum ấy. Đấy, trong rừng thì nó mọc bất kỳ. Đây. Rồi đó là phần thứ 9 500. Rồi tiếp theo đến phần số 10, phần là 600, 6 gì nha mọi người. Đây, gì đầu tiên đây. Gì đầu tiên đây nha mọi người. Rồi, tiếp theo là về thứ hai. Nhìn này cây lớn. Thân nó cũng hơi ấy nhưng mà nó vẫn ra hoa bình thường nha mọi người, xuống lá ra hoa bình thường. Rồi tiếp theo này có những cái mầm mầm thân thân mảnh mảnh này đó. Mọi người thấy nhìn có vẻ như xanh 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 lá xanh thân lắm đúng không ạ? Em thấy bốn cái cây này em thấy rất là đặc biệt đấy, mảnh mảnh thôi nhưng mà rất là đặc biệt. Rồi, đó là phần số 10. Phần này 600. Còn khách nào em quay cụ thể rồi, khách nào thích thì lấy thôi. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cái phần kiến kiến da đất lây nha mọi người. Đấy. Ngày hôm nay thì được một phần kiến thôi, em chia vào trong một lô. Và cái này em báo giá là 2 triệu một phần kiến, 41 mầm nha mọi người. Rồi. Rồi em sẽ quay cụ thể từng con kiến một cho mọi người xem nha. Mọi người lưu ý nha, nghĩa là xem hàng em mấy lúc em quay lên thế này như thế nào em sẽ gửi đi đúng như, cho mọi người như thế đấy. Đây mọi người lưu ý hàng rất là xanh tươi, em trong quá trình em gửi đi là em sẽ đóng gói rất là cẩn thận rồi đấy, nên mọi người hết sức là để ý vấn đề đó. Vừa rồi gặp một cái trường hợp mà lô kiến ấy, nên là hàng bây giờ đang trên đường về em hôm nào em sẽ quay một cái clip em mấy đấy rất là khó chịu. Rồi đây là con kiến thứ ba nha mọi người. Này hàng xanh tươi như thế này đây. Đấy. Hàng quay xanh tươi như thế này đây.
người xem kỹ nha, xem kỹ trước khi mua. Đấy. Em thì em quay rất là cụ thể rồi, tính em cái gì rõ ràng ra cái nấy. Quay cái nào thì gửi cái đó đi cho khách chứ không có. Nhiều lúc á vậy anh có khả hầu em cho luôn khách giả hạt luôn chứ đừng có nói. Đấy, này là một cái cây ra ấy, ra được 2 kỳ. Bán rồi em cho thêm cho khách nữa chứ đừng có nói em lấy lại những cây đẹp. Đấy, này được 2 mầm này. Nên khách hàng có thể về mua thì về lấy clip ra đối chiếu lại em gửi có đúng hàng hay không thôi. Này. Nên cái này đỏ Âu luôn, rất là đẹp luôn. Đây, này một miếng rêu rừng sinh âm như thế này. Có một con kiến nằm ở trong này đây. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, rêu nè. Ở trong này em đã đếm là khoảng 41 con nha mà, lớn nhỏ. Đấy. Và em sẽ quay cụ thể từng con một xong rồi. Mọi người có thể nếu về muốn thì mọi người có thể đem clip ra quay đối chiếu lại nè. Em từ xưa nhờ gửi hàng thì khách chỗ nào cũng gửi đúng cái đó nè. Đây, con kiến này đỏ nè, đỏ Âu luôn. Kiến màu nó là nó đặc trưng ra màu hoa tím này. Đây, độ tím rất là cao nhiều. Rồi, đó là cái lô kiến nước lây. Còn có, em bán với giá là 2 triệu nha mọi người. Còn có 41 mầm đấy. Rồi. Cách nào, nói chung là mọi người xem kỹ trước khi mua nha mọi người. Đấy, để không việc nhận hàng, để không phải như thế này, như thế kia. Đấy, còn hàng quay lúc này xanh tươi. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người cái lô trúc Phật Bà Công Tâm nha mọi người. Ngày hôm nay thì có được vài cây thôi. Đấy. Nhưng mà trong này nó cũng không được hơn mấy cái lô trước. Này mấy bữa trước thì 400-500. Này nó không được thì mình bán với giá là mấy nữa. Rồi, này là thằng bốc lần nha mọi người, trúc Phật Bà. Đây cái dây đầu tiên. Đây. Cái này nha mọi người. Bán với giá là 300. Ngồi tự thế tự nhiên, ngồi tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người. Đấy, hàng bốc rừng. Đấy. Rồi mọi người về ghép tự thế tự nhiên của nó thôi, nó sẽ đẹp thôi. Chứ bỏ như thế này nhìn nó không được đẹp cho lắm. Đấy, nhưng mọi người về, đây, ngồi tự nhiên của nó mọc như thế này đây nha mọi người. Đấy. Rồi. Tiếp theo là cái dề Đức Phật Bà số 2, nhìn này bán với giá 300 nè. Này là bốc rừng. Đấy, một miếng to này, có những cái cây rừng, lá rừng ở trong này nè. Đấy, cả những cái cây lọng này, nó mọc chung vào rêu. Đấy, tùm lum thứ đây. Đây, có những cái búp gì nè. Đeo rừng này, chỉ có được một cái nhánh già hạt, cái nhánh trúc Phật Bà đính vào thôi. Đấy. Rồi, cái gì này... Cái này là mùa rụng lá rồi nha mọi người. Trúc Phật Bà đến mùa này thì nó cũng sắp rụng lá rồi. Mùa thu, mùa này là mùa rụng lá. Đấy. Này còn vài những cái lá như thế này. Đấy. Rồi, đó là phần trúc Phật Bà số 2, 300 nha mọi người. Đấy. Hàng bốc rừng. Đến tùm lum thứ. Rồi, tiếp theo đến phần trúc Phật Bà số 3, 300. Đây, cây đầu tiên này. Đấy, cái này cây thứ hai. Đấy, rất là mập luôn.
Rồi, hai nhánh em bán với giá 300 nha mọi người. Rồi. Cho đến phần thứ tư, phần này cũng 300. Đấy, cũng có hai mầm thôi. Nói chung hàng hàng bốc rừng là nó mắc nha mọi người. Độ này nó cũng hiếm. Đấy, chứ không phải như hàng hàng ký muốn bao nhiêu cũng được. Đây, rồi. Em chỉ bán hàng bốc rừng thôi, chứ còn không bán hàng. Rồi, đó là phần số 4. Rồi tiếp theo đến phần số 5. Phần này nó là đây mọi người nhìn nó lớn như vậy, nhưng mà cái em xếp vào cái hàng hàng xấu. Đấy. Đây nó mọc có những cái cây ấy như thế này này. Đấy, nhưng mà nó bị gãy mất tiêu rồi nha mọi người. Đấy, cái thân nó bị gấp lại rồi này. Đấy, này mọi người về cái chỉ có việc chơi chơi cái này nên nó ra hoa thôi, ra hoa đây, ra hoa xuống thôi, còn năm sau nó sẽ đẻ cây mới, đẻ cái cây con ở dưới gốc này nha mọi người. Đấy. Đây cái thân rất là to bự như thế này, đẹp như thế này nhưng mà bị khấp mất. Đấy, trong quá trình vận chuyển người ta làm hư mất rồi. Đấy, nên cái hàng này hàng xấu nha mọi người, nên khách nào mà có nhu cầu thật sự lấy thì em để, còn không thôi. Đây, đây là nhị thứ hai cũng thế. Cái này cũng đây là thân tơ chuẩn bị ra hoa nha mọi người. Đấy, nhưng mà nó cũng bị khắp 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 ở dưới gốc rồi. Đấy. Do quá trình bảo quản vận chuyển của người lấy lan cũng không được ấy lắm. Đấy. Nên dưới gốc này nó khắp nha mọi người. Dưới gốc này. Đấy. Rồi, hai cái gì đẹp như thế này mà bị ấy mất tiêu. Còn bên này có một cái cây bị gãy mất. Đấy. Bỏ thêm vào nữa cho khách về ghép rồi, năm sau nó sẽ để cái cây mới cho này. Rồi. Đó là cái phần trúc số 5. Cái phần này khách nào không lấy thì em có thể là em để lại em chờ cũng được. Đấy, đều cho nó ra hoa mùa này. Rồi. Tiếp theo là cái phần trúc mình. Trúc mình là 300 nghìn một bó nha mọi người. Đấy. Đây, trúc cung tâm là đặc điểm của nó là đốt nó rất là mập nè. Đấy, ngày hôm nay chỉ có được hai bó thôi. Đấy, bó này và bó này. Một bó em bán với giá là 300 thôi nha mọi người. Đấy, bán hàng sưu tầm. Rồi, hai bó. Rồi, trúc mình một bó 300. Rồi, tiếp theo đến ngày hôm nay thì đến phần giới thiệu là bọ cạp và vanda uyên ương 300. Đây, cái này người ta gọi là vanda uyên ương hay vanda thơm gì đó. Đấy, địa phương người ta gọi vậy. Đây, ra hoa ra trái rất là nhiều nè. Nói chung là cơ bản là sai hoa nha mọi người. Rồi, đây là cái gì thứ nhất. Rồi, tiếp theo là cái cây này là cây bọ cạp. Bọ cạp nha mọi người. Đấy, rễ nó như thế này này. Rồi, đây là hai cây bọ cạp nữa. Đấy. Hàng rất là ok nha mọi người. Rồi. Đó là bò cạp với lại bàn đai ngưng một hai phần này bán với giá 300 nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến một cái phần nguyên bản. Đấy, nguyên bản trinh bạch ngọc thạch kim điệp xuân. Đấy. Rồi đầu tiên thì cái nguyên bản ngọc thạch thì đây, đây ngọc thạch nguyên bản đây ra, cái này là thân tơ nha mọi người, đang rụng lá. Và này, những cái mắt hoa như thế này này. Đây là trái. Ra hoa đã có trái rồi nha mọi người. Đấy. Nào, cái này thì mọi người chờ về ra hoa thôi. Để cái thân hoa nó mùa này đây. Thân hoa nó mùa này. Rồi. Một thân hoa, hai thân hoa này. Rồi, đó là cái ngọc thạch. Tiếp theo là một cái gì trinh bạch. Trinh bạch đang có hoa nha mọi người. Đang nụ. Đấy. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Cái này nguyên phần nguyên bản thì mọi người về chơi thôi, treo ghép vào đúng cái vị trí tự nhiên của nó thì nó sẽ đẹp thôi. Đó. Rồi tiếp theo là đến phần kim điệp xuân. Đấy, kim điệp xuân nguyên bản này nhìn rất là đẹp nè. Đấy. Rồi cái này thì ok rồi, không cần phải ghép về, mọi người bỏ vào chậu chơi thôi. Rồi tiếp theo là đến phần nguyên bản kim điệp xuân có cái cẩm cù nữa nha mọi người. Đấy, hàng nguyên bản thì mọi người chơi về ok rồi. Rồi
Đó là phần nguyên bản. Phần này bán với giá là 400 nha mọi người, 4 nguyên bản. Tính ra một nguyên bản thì có bộ qua sức lại thì có 100.000 chứ mày. Rồi nhưng mà được chơi hàng nguyên bản rất là tuyệt vời. Hay có cây cẩm cù nè, cây này được cây cẩm cù nè. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến phần kim điệp sơn dề. Này chỉ có 3 dề thôi. 3 dề làm được 3 chậu. Đấy, hàng rất là ok, mập. Kim điệp này ở công tâm thì nó lùng mập như thế này thôi nha mọi người. Đấy. Đây là những cái mầm rất là ok luôn nè. Đây nguyên dề nha mọi người. Là mùa này sẽ những cái thân này nó sẽ rụng lá ra hoa. Đấy. Rồi, tiếp theo là dề thứ 3. Cái này cũng xếp vào nguyên bản luôn chứ không phải là dề nè. Đấy, rất là mập đẹp luôn. Rồi, phần này bán với giá là 200 nha mọi người. Đây là hàng dề lớn. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến phần mỹ dung dạ hương. Đây, mỹ dung dạ hương. Bán với giá là 250 một phần, cùng có các cây như thế này. Đấy. Đấy, cái dòng này thì nó lá xếp nha mọi người, lá xếp với... và nó có xu hướng là đẻ cây con từ những cái thân dài như thế này nha mọi người. Người về trồng thì thấy nó ra rễ này, ra chồi ra là rất là nhiều. Mọi người mà ghép trên đây cây thì về được mớ luôn rồi đấy. Đấy, nó sẽ ra rễ rất là những cái thân dài như thế này nó vẫn bắn ra cây con mới. Đấy. Đấy. Rồi, một phần như thế này em bán với giá là 250 nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo phần thứ hai thì cũng như vậy thôi. Đấy. 250 thôi. Đấy. Rồi. Đây, trái ra hoa có trái. Cái dòng mỹ dung dạ hương này nó hoa rất là thơm. Đấy, này cũng rất là được ưa chuộng. Đấy. Rồi, nó là mỹ dung dạ hương. Rồi, tiếp theo là ngày hôm nay là đến em giới thiệu phần vảy rồng. Đấy. Đây, vảy rồng đây nha mọi người. Đấy, một nè. Hai dây. Hàng bốc rừng nha mọi người. Ba, vảy rồng con tâm. Đấy, mình để tư thế tự nhiên của nó là đẹp rồi. Đây, vảy rồng này có cây, cả cây cẩm cù nữa nha mọi người. Đấy, mọc con rừng thì nó rất là nhiều rồi. Đấy. Rồi. Đây, như mày một nguyên bản này. Đó, phần này hàng rất là xanh tươi. Phần này có 250 thôi, rất là rẻ. Vảy rồng hoa vàng nha mọi người, rất là đẹp. Hoa nhiều vòi hoa, nó ra lúc nó ra hoa thì nó ra rất là nhiều vòi. Thấy mọi người thấy những cái mắt cái vòi hoa nó rất là dài đây. Đấy. Rồi. Đây là vảy rồng. Đây, tư thế tự nhiên của nó những ngồi tự nhiên như thế này nha mọi người. Rồi. Rồi, đó là cái phần vảy rồng. Phần vảy rồng nha mọi người. Bán với giá là 250. Rồi. Rồi, cuối cùng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến một cái thùng. Đó là kim điệp xuân 200.000 một thùng. Đấy. Một thùng như thế này 200 nha mọi người. Chỉ có được 2 thùng thôi. Đấy. Một cái rất là mập như thế này. Cái này hàng không vang. Hàng trên hàng về nha mọi người. Còn hàng này hàng rời. Đấy, nhưng mà cây rất là ok. Đấy. Thùng như thế này thì mọi người về tha hồ mà trồng. Đấy. 200.000 một thùng. Này thì em hết mua một thùng thì em sẽ đóng lại một thùng rồi. Này có cây cẩm cù này. Đấy. Đấy. Nói chung là phần nào cũng như phần nào nha mọi người. 200.000 một phần. Cây nào cũng đẹp. Cái này mọi người kia về trồng chậu này mọi người về ghép gỗ lũa cũng được. Đấy, làm một trụ gỗ chơi cho nó sướng. Đấy, hoa kim điệp thì cũng rất là đẹp rồi. Đấy. Hoa màu vàng nhưng mà vòi hoa cũng rất là dài. Đấy. Rồi em quay nhanh thôi. Rồi phần nào cũng như phần nào nhưng mà rồi một suất như thế này là bán với giá là 200. Rồi, chỉ có 2 suất thôi. Phần này cũng giống như phần nào thôi.
Đấy, em đã cân đối rồi nha mọi người. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Thì mọi người đặt hàng ấy thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0120. Số điện thoại này, này đây. Số điện thoại 0707061 5694. Đấy. Nhớ nha mọi người, là gọi số 070 nha. Rồi, một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Rồi, một lần nữa thì chúc mọi người một ngày Chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi, em xin lưu ý luôn đó là nếu mà mọi người đặt hàng thì kịp trong ngày nay thì em sẽ gửi, còn không là sáng mai em sẽ gửi sớm cho mọi người nha. Rồi, em xin phép chào tất cả mọi người nha.